Ok và hello, xin chào bạn đã trở lại với channel của mình. Thì mình là sâu riêng tư duy đẹp trai 12 cái tính nè. Thì hôm nay sẽ bắt đầu với một video Minecraft nữa. Và nếu các bạn yêu thích video của mình thì đừng quên để lại cho mình một nút like, share, subscribe. Và đừng quên là nhấn vào cái chuông để ủng hộ channel của mình nha. Và bạn đừng quên là qua đăng ký các thành viên của Sinh Tố Team luôn nha mấy bạn ơi. Ok, thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và đừng quên là giúp cho mình lên được 200.000 người đăng ký nhanh nhất nha, cùng với là 2.000 like của video này nha. Ok, cảm ơn mấy bạn rất là nhiều. Thì hôm nay á bạn ơi, hôm nay để mình gọi là mình sẽ đi ăn sáng cái cây, rồi mình sẽ gọi là mình sẽ đi qua ngủ mọi người trong làng Sinh Tố cho. Ủa các bạn, tôi mất một cái miếng bạn đây rồi. Oh my god, trời ơi trời, mấy ăn trộm dạo này có cái bàn thôi mà cũng lấy nữa, trời ơi trời, ăn trộm giết nó manh động quá mấy bạn ơi. Nên bạn nhớ là cẩn thận nha, ở nhà một mình nhớ khóa cửa nẻo lại nha, để rồi nó mất, nó giấu, nó ăn cắp nữa đó. Trời ơi trời, đồ đạc gì nó để đây một đống luôn, nó không ăn cắp mà có cái bàn thôi nó cũng lấy nữa, trời ơi quân gì đâu á. Ok thôi ăn thôi bạn ơi. Nhầm Hôm nay mình đi giữ mấy đứa trong Sinh Tố Team để đi ăn sinh nhật mình coi. Ngay ngày 28 tháng 5 mà trời. Ở vậy thôi đi. La 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 la. Nè. Quay đi sinh nhật tao nè. Đây 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 đây. Tụi mày ngày 7 sao đậu xanh. Hôm nay ngày sinh nhật của tao. Ngày vui. Tụi mày làm như vậy là như nào? Ngày vui. Mày vui mà. Bye bye. Quá. Quay đứng lại đợi tao. Đậu xanh tao mà đi lên được một phát tao xử từng đứa. Hey, hôm nay mình nghĩ chắc mình phải đi mai hả bạn ơi. Dạo này trong nhà mình không có nhiều khoáng sản gì trơn, nhà nghèo thiệt chứ. Hey, không biết hôm nay có trong làng này. Ủa gì có cái lỗi cho bá lỡ này vậy? Cô mạng. Ủa ai vậy? Ủa ai vậy? Ơi. Ơi hello. Ủa sao? Ủa sao này? Tự nhiên hôm nay anh chuối như chi vậy? Ai rảnh đâu tụi quỷ kia đó. Nó chơi đạp anh xuống dưới nè, xong chạy đi rồi. Ủa rồi tự nhiên mắc gì đạp anh dưới? Ừ ai biết nó bị khùng sinh nhật của anh mà nó chơi vậy đó, coi khổ nạn không. Ủa nay sinh nhật anh hả? Trời ơi mới biết luôn. Mới biết luôn. Trời, chắc kích này khỏi tim. Thôi giỡn thôi, ok thôi. Thôi bây giờ coi như là mấy người kia không gọi là cho anh phải không? Hôm nay em sẽ có bất ngờ cho anh. Anh về nhà đợi em đi. Về nhà đợi anh. Đợi em đúng không? Ok. Thôi, rồi có gì một xíu nữa thì em sẽ nha, bất ngờ đàng hoàng nghe mày. Ok, có bất ngờ thiệt luôn. Ok. Ok. Trời ơi bạn ơi, tự nhiên mình quên sinh nhật của anh Hà hôm nay. Thì mình nghĩ là mình sẽ gọi là mình sẽ chuột lỗi ha mấy bạn. Ok, mình sẽ tặng cho ổng một món quà siêu to khổng lồ luôn. Ok. Hey, trời ơi tội nghiệp hi ha hiểu bạn ơi. Trời ơi đã tới ngày sinh nhật rồi, vậy mà các thành viên trong Sinh Tố Team còn gọi là còn bơ hi ha rồi, còn gọi là còn là không tặng quà mà đã vậy còn cho anh hi ha nữa. Trời ơi mình là một thằng em là mình không thể nào mà mình thấy vậy mà mình bỏ qua được bạn ơi. Ok thì mình vừa suy nghĩ ra một ý định này khá là đặc biệt luôn, thì mình sẽ gọi là tặng quà cho anh hi ha bạn ơi. Trời ơi bạn thấy tôi tốt bụng không? Ai như mấy người kia ác độc. Trời ơi người ta sinh nhật người ta mà mấy bạn thấy không, mấy người đó còn cho nữa. Ok thì bây giờ á mình sẽ gọi là mình sẽ lựa một cái vị trí nào nó đẹp đẽ xíu mấy bạn. Thì theo như mình thấy ở trong công viên Sinh Tố nè thì chỉ có công viên này là rất là hợp lý thôi, nhưng mà cái công viên này để cho người ta chơi mà mình đâu có thể mình gọi là mình làm được, nên mình sẽ gọi là mình sẽ đào sâu xuống, mình sẽ xây một món quà mà gọi là món quà dưới lòng đất nghe mấy bạn đó. À, ghê chưa? Ok bây giờ mấy bạn cho mình xin là game mốc 1 nha. Đó, mình phải game mốc 1 thì mình mới có thể là làm được. Ok bây giờ mình sẽ xài những cái lệnh mà gọi là cần thiết. Ok từ để tôi bây giờ tôi sẽ gọi là tôi đào một cái hố này cho nó thiệt là rộng cái. Ê chết rồi, không ổn rồi mấy bạn ơi. Trời ơi tôi chơi ngu rồi. Cái này là cát, tôi mà làm là một hồi là nó sập banh nhà luôn. Không được. Ok không được. Bây giờ mình phải đổi địa điểm nhanh thôi. Ok trời ơi sao 7749 giờ, ủa lộc 7749 ngày tôi đã tìm kiếm được một cái chỗ này nè. Nó đây cũng là một cái khuôn viên nhưng mà chưa có được xây dựng lên nên chưa có cát, nên gọi là rất là dễ dàng cho cái việc mà xây dựng luôn. Tại vì cái bên cát bên kia mình mà xây dựng là nó sẽ sập xuống nên không được. Bây giờ mình sẽ gọi là đó, mình đào xuống đây nè bạn. Đó bây giờ rồi mình sẽ xài những cái vật dụng như một edit rồi nè. Đó mình sẽ đào cho cái khu này nó rộng ơi là rộng luôn hết mấy bạn. Đó bây giờ mình đang đào nè. 6.5 hours later. Đó sau khi một hồi thì tôi làm nó rộng ơi là rộng luôn nè. Đó một cái hang ui, nhưng mà khúc này thì là nó bị thông với cái sông rồi. Không được rồi, để tôi phải xây dựng lại. Khoan
bây giờ tôi sẽ để ra đi. Bây giờ tôi sẽ gọi là làm cho cái món quà nó rộng hơn nữa, nó bự hơn nữa chứ. Ok, thì mấy bạn suy nghĩ giùm mình coi, anh Hi Ha là màu gì? Thì anh Hi Ha là màu hồng, thì mình sẽ lựa chọn cái màu hồng. Đó, màu hồng pink này nè, đó. Ok, ok, bây giờ tôi sẽ gọi là tôi sẽ xài quật edit đó. Rồi bây giờ tôi xuống đây. Ok, bây giờ mình đã làm được bốn mặt bên đây rồi. Mấy bạn thấy nó màu hồng vậy là mình theo mình á, mình thấy nó chưa có đẹp đâu. Mà nó đã vậy nó còn tối nữa phải không mấy bạn? Bây giờ mấy bạn phải gọi là sao ta? Mấy bạn phải làm cho một cái gì cho nó sáng sủa lên chứ. Đó, bây giờ mình đã chặn cái khu nước lại rồi, nước bây giờ bắt đầu là nó biến mất rồi đó. Đó, nên bây giờ mình suy nghĩ là mình sẽ đổi là để cái sàn là cái gọi là những cái block mà gọi là block này nè mấy bạn. Block phát sáng nè đó. Ok, bây giờ mình sẽ xuất hiện block phát sáng. Bùm. Đó. Ó, sáng trưng luôn. Nhưng mà nhìn nó không có đẹp. Trời ơi, tại sao vậy ta? Tôi không biết luôn, tại vì tôi không phải là một builder xuất sắc, tôi chỉ là một người xây tặng quà cho anh Hi Ha không mấy bạn ơi. Ok. À, nói chung là cái kiểu cái căn phòng này cũng là một trong những tâm huyết của tôi mà, nên bạn đừng gọi là bạn đừng có chê nha. Ok mấy bạn ơi, mình đã quyết định rồi, mình sẽ thay toàn bộ cái gọi là cái nền và cái nóc này nè, mình sẽ gọi là biến thành len nha bạn. Đó, nhìn cho nó màu hồng, cho nó đều nha, cho nó đẹp chứ, mà một khúc nào này một khúc nào kia nhìn kỳ lắm. Ok, bây giờ mình sẽ bắt tay vào trang trí thôi. Ok, thì bây giờ mình đã chuẩn bị trên tay mình một đống đồ gọi là đồ để trang trí cho anh Hi Ha rồi. Ở đâu ra cái con quỷ này hoài vậy bay? Trời ơi trời, mày vô đây mày ăn cá mày. Quỷ, mày đi ra. Trời ơi, con quỷ đi ra đi mày. Trời ơi mày phá mày đi ra. Good. Trời ơi, tự nhiên chỗ người ta đang làm quà sinh nhật ở đâu ra bà nội? Ok, hỏi cãi nó đi. Bây giờ mình sẽ gọi là tặng cho anh Hi Ha gọi là một mâm đồ ăn siêu to khổng lồ luôn đó. Ok, xong rồi. Bây giờ những cái bàn tiệc đều đã gọi là đã được trưng bày, ở lòng đã được phơi bày lên đây rồi đó. Bây giờ là tổng cộng là tới 9 bàn. Nên mình á, thì mình sẽ lựa theo tông màu chủ đạo của cái ghế, sẽ là cái ghế mà gọi là cái màu của anh Hi Ha nha, màu hồng đó. Sau một thời gian mà gọi là quá trời lâu nữa thì mình vừa mới suy nghĩ ra một ý định mới nữa bạn ơi. Mình sẽ dẹp bớt bàn để cho nó có nhiều diện tích ha. Trời ơi, tôi ấy, tôi không phải là một người build giỏi nên mấy bạn thông cảm cho mình nhiều nha. Mình cũng khổ thân lắm chứ bộ, mình đã suy nghĩ rất rất là nhiều luôn mà ai về nó xây nhiều. What? Trời ơi, tôi nói là tôi nghĩ là tôi đã xây đẹp luôn mà ai về số quắc đó bạn ơi. Thôi bây giờ mình nghĩ là mình sẽ để hai bàn này thôi. Ok rồi, đây rồi. Mỗi bàn sẽ có là một chai rượu và một con mọi người sẽ được ăn một cái gọi là một món ăn gì đó. Bây giờ mình đó, một con gà đi ha. Mỗi bàn ăn sẽ có được những cái món ăn rất là ngon đó, quá trời đã luôn. Trời ơi, ta nói mà trời ơi, có súp luôn. Có rượu bên đây cũng rượu luôn nè. Đó. Này nè, rồi bánh nè, rồi trời ơi con nguyên con gà luôn. Ok, bây giờ mình đã lấy ra được một cái bánh sinh nhật siêu to khổng lồ rồi. Đâu rồi, đâu đây nè. Ôi nhưng mà cái bánh này bự quá, phải để 3-4 cái bàn luôn mới để vừa luôn nè mấy bạn ơi. Ten, trời ơi, đúng là sinh nhật của anh Hi Ha có khác ha. Bây giờ có nguyên một cái bánh siêu to khổng lồ này luôn, mình sẽ để cho nó thật là hoành tráng khúc này. Ồ, một mình cái bánh này thôi là đã mấy cái bàn luôn nè. Ok, ta nói mà trang trí cái kiểu mày kiểu của mình á mệt xỉu luôn các bạn ơi. Mặc dù không có cái gì hết trơn. Ok, mình sẽ bày đồ ăn cà rốt nè, đó, ăn cà rốt cho bổ mắt đó, ăn trái cây. Ok, thì coi như là gọi là cái mấy cái mâm tiệc này đồ đã xong rồi phải không mấy bạn? Ok, thì bây giờ mình sẽ gọi là mình để những cái món quà đó. Rồi tặng anh Hi Ha những cái món quà nhỏ nhỏ đây nè, đó, quà đỏ, quà xanh, quà vàng luôn nè. Đó, quá trời luôn. Ok, bây giờ mình sẽ gọi là biến cái khu này thành cái khu để quà ha mấy bạn. Ok, mình để vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ đặt lại quà ha. Ok, mình thì mình không có khiếu trang trí nên mấy bạn coi clip mấy bạn thấy mình tức mình á thì mấy bạn đừng có dislike mình tội nghiệp mình lắm. Mình cũng chỉ là một trong những YouTuber không biết build đỏ để cái bánh sinh nhật này nữa, quá tuyệt vời luôn rồi còn gì nữa. Thì sau một thời gian nữa mình tìm kiếm á thì mình có lựa những cái kiểu cũng cái món đồ chơi cũng khá là dễ thương, cute for my wear luôn. Ok, đây là những cái mà gọi là những cái cúp mà của anh Hi Ha đã từng chiến thắng nè bạn đó. Thấy bạn mỗi hạng thấy mình cầm trên tay không? Đó, rồi mình sẽ gọi là mình đó, hộp quà để đây đi, hộp quà để ở đâu. Ok đó, khá là xinh xẻo luôn. Một cái gọi là một cái căn phòng bánh sinh nhật quá ngon lành luôn chứ gì. Ok.
Ok và mấy bạn ơi, vậy là mình đã hoàn thành xong một cái căn gọi là cái phòng mà gọi là cái phòng mà gọi là trang cái phòng mà món quà sinh nhật dành cho anh Hi Ha rồi đây đó. Tôi đã hoàn thành hết trơn rồi đó các bạn ơi. Bây giờ tôi sẽ nhìn cho bạn coi. Đó, ghê chưa? Rất là đẹp luôn. Bạn nào thấy đẹp thì đừng quên là comment cho mình biết luôn nghe. Ok. Thì tại sao mấy bạn nãy giờ bạn có để ý cái gì không? Tại sao ở trong đây lại có một cánh cửa? Nhưng mà một hồi thì mình sẽ review cho các bạn. Với lại á, mình sẽ có một bí mật. Một bí mật này các bạn hãy coi đến cuối clip và mày sẽ biết bí mật đó là gì nha. Ok, bây giờ mình sẽ làm cái này, một cái điều này rất là tốt luôn, là mình sẽ gọi là mình đặt một cái rương đây nè. Đó, ô lộn rương rồi, rương này mới đúng nè. Ok, mình sẽ đặt cái rương này nè. Đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ gọi là ghi một bức thư dành cho anh Hi Ha, gọi là chúc mừng sinh nhật anh Hi Ha của em. Chúc anh có một tuổi mới và gì đó tràn đầy sức khỏe. Quay clip quay clip hay cho các bạn fan xem đó. Và chúc anh gọi là gì ta, bạn nào có lời chúc nào ơi, bạn dừng qua là chúc mừng cho Hi Ha nha. Thôi ok, và nói chung là mình chúc như đây thôi, tại vì lòng thành là trên hết mà, phải không mấy bạn? Ok, thì bạn nào chúc anh Hi Ha đừng quên là quá chúc mừng cho anh Hi Ha nha. Ok, bỏ vô rương đó. Ok, và bây giờ cái màn mà gọi là mình sẽ biểu diễn cho các bạn xem. Cái này là gọi là cánh cửa gì? Cánh cửa thang máy mà mình tự chế nữa bạn. Đó. Ok, lên ạ. À. Lên ghê chưa? Ghê. Đó, mình đã quyết định làm ở cái khu này gọi là để cho nó bất ngờ xíu nữa bạn. Đó, mình làm ở một cái vách nhỏ nhỏ này là nó cho nó bất ngờ. Ok, thì bây giờ mình sẽ gọi là qua kêu anh Hi Ha qua nhận quà sinh nhật thôi nào. Let's go. Ok, và mấy bạn ơi, trời ơi, sao mà gọi là mấy chục tiếng tôi làm món quà sinh nhật đó, thì bây giờ tôi đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình phải giữ lời hứa với anh Hi Ha, mình phải qua gọi là kêu ổng đi tặng ổng món quà này chứ. Hello anh Hi Ha ơi, anh Hi Ha ơi. Gì vậy? Lùi lại mày. Gì vậy? Gì vậy? Trời ơi, đây em có món quà nè. Trời ơi, thì từ từ chứ, em đã làm xong rồi mà em không có đem heo. Thiện không? Thiện, cái này anh nhìn là coi như là như kiểu như trúng số vậy đó. Đâu đây em háo hức lắm rồi. Đó, bơi theo em, bơi qua giữa à? Đúng rồi, ngay chỗ này nè. Đó, em say ngay chỗ mày khá là ghê gớm luôn. Đó, tay giữa hồ vậy mày. Đó thì bởi vậy đó. Đâu gì anh nhìn không thấy gì chứ không? Anh đi theo em, qua đây nè. Có một cái gọi là cái kiểu như cái thang máy tự động ở dưới đây nè. Đó, thang máy tự chế nghe chứ không phải tự động nha, nó lộn. Đó, đi chỗ này. Đó, ghê chưa? Chuyên nghiệp. Rồi, đi ra mở cửa. Tèn. Đó, em này em làm dành riêng cho anh thôi đó nghe trời. Đã không? Thiện dữ ta. Chứ làm sao nữa em mà, trời ơi không, đồ ăn quá trời luôn. Chuyên nghiệp, quá đẹp. Mấy người kia là nhịn ăn rồi, tại vì cái này em làm cho mình anh ăn rồi. Nên vậy, chỉ có anh với em thôi là hợp lý. Đúng rồi, có em có mua cho anh một cái bánh kem siêu to khổng lồ luôn nè. Cái rương. À đúng rồi, trong đây có lá thư dành cho anh đó. Anh đọc đi. Chúc mừng sinh nhật anh Hi Ha của em. Chúc anh có một tuổi mới tràn đầy sức khỏe, quay clip hay cho các bạn fan xem. Hợp lý. Vỗ tay các bạn. Đó, vỗ tay. Vỗ tay liền. Đó, đồ ăn quá trời rồi, bánh kem này các bạn thấy không? Ăn kem. Ok. À đúng rồi anh ơi. Nhưng mà món quà đặc biệt nhất của em là không phải là cái phòng này đâu. Anh muốn biết là gì không? Anh muốn biết không? Anh có để ý là tại sao ở khúc này lại có một cái khoảng trống không? Tại sao? Anh hãy đập xuống cho em, đập xuống đi. Đó, đập đi. Ơi coi chừng lọt nha, Hồi nãy em đã bắt mấy người này lại rồi, chờ anh nè, thấy ghê không? Chưa lắm, nghe nói nghe. Ngày sinh nhật người ta mà dám cho anh người ta hả? Anh có cái này hay lắm. Anh làm gì vậy? Coi nè, ổng thật các bạn. Coi ổng là định làm gì rồi. Dạ. Làm gì vậy? Rồi mấy người chết rồi. Dạ. Rồi chết mẹ con. Rồi đó. Rồi đổ luôn anh ơi. Ôi cháy rồi. Rồi xong phim. Rồi xong. Ôi. Rồi hy sinh luôn. Nghe tiếng đảo không? Trời, tích luôn cả. Rồi xong. Còn nghe tiếng đảo không? Im re luôn. Rồi. Trời ơi, thấy không? Em ơi.
đó. Ok thì thì coi như là món em nhiều. Đúng rồi, thì coi như là món quà này là mình đã dành tặng cho mình anh Hi Ha và kiểu trả thù cho mấy người kia nha bạn. Thì ok. Ê, chị chết rồi. Oh my god. Trời, xong rồi. Rồi ok. Trời ơi chết rồi anh ơi, cháy rồi, cháy hộp quà rồi. Trời ơi, lắp lại. Trời ơi, chết rồi. Trời ơi, hú hồn. Rồi, hên quá, không sao. Ok. Thì video đến đây cũng là gọi là kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích video của mình và muốn chúc mừng sinh nhật của anh Hà, đừng thì đừng quên là like, share, subscribe. Ôi. Video này. Ôi. Ôi. Cái chuyện lắm rồi. Chết rồi. Chết. Ôi. Rồi sao mà cứu. Rồi luôn. Ôi anh Hà ơi, lát anh ơi. Rồi xong ông ngủm luôn cái gì các bạn ơi. Rồi xong luôn, coi như là sinh nhật kết thúc luôn. Thì ok. Và bye bye các bạn nha. Chúc các bạn một ngày tốt lành và đừng quên là like, share, subscribe, đăng ký các thành viên của Sinh Tố Team. Và đừng quên là chúc mừng sinh nhật anh Hà đâu nghe. Ok và bye bye.